Hello, Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review là bắt con chim bằng để tổng hợp chim điện với chim bằng. Dạ, mình thi con chim bằng. Dạ, mình bắt đầu chơi thì bắt thú chim bằng nhé. Game là cách tay chiến hồi xưa. Hello, hôm nay không có gì phải đi hết. Trời, xếp là ba sao sao sao. Ba sao luôn. Sorry. Có... Đâu rồi. Chim điện này. Dạ, mình kiếm chim bằng. Chim bằng. Trong... Trong mê cung. Thế. Dò chim bằng. Quá hơn. Dò, chúng mình nhớ bắt nhé. Né thôi. Ra miếng. Không được rồi. Mày cho nó ăn. Ấy. Bút. Đắp em. Đâu. Sao không vô nữa. Ăn. Đắp em. Chim bằng. Ok. Hay là xong. Không, mấy con bằng mặt khác không tăng ta. Hay là mình sẽ test chiêu. Cho mấy bằng coi. Ok. Chim bò bình thường thôi.
nguyên nguyên ba trăm năm mươi tinh tinh tạo tạo sức mạnh bay lên tới phương sáu sáu lần quy lực, tăng tăng mạnh mạnh nghĩ đại chúng tăng tăng sáu sáu quy lực còn lấy để mấy ông bếp bút cái tội tâm trước cái đồ không đói rồi thì chết bằng bằng thảo sáu thương bằng bằng biết lơ lơ ớt ớt phương có năm mươi năm trăm sống sống băng ớt ớt phương đi được 40 nghe thấy mình là ram ship ship ủa sao sao ở trên đi bây giờ là ram ta nói à như nó là chim lửa chim gì làm thành rồng rồng có sẽ cho nó lên cấp cấp 30 chắc yêu yêu cái bạn xin xin 30 ok ok tất kêu thôi mà sẽ không chơi chơi nào nói chung này mình không không cung bắn bắn à, không chạy cho người khác hả ok ok chuyển hóa nó tiếp tục cho năng năng để con thiếu cái ai à để không biết cái lời thêm lần nữa hả có liền liền có liền má ơi gõ lại gõ lại ok xong rồi có ba kiều rồi rồi con xin xin chim ra ra đi thử cái chim thiếu rồi là mình sẽ cho nó lên luôn ba mươi thôi mình sẽ tên kia cho nó xem thôi nhưng mà nó lại yếu yếu ok cho lắp lắp luôn con chim này cũng chưa nó lại đâu mấy cái này quay tiếp tục tục một hai ấy ngoài đây đấy đọc quá rồi coi coi sẽ xem kêu của nó nha chiêu đầu tiên là sản xuất lửa nên nó chạy lên lên một thấy tạo tạo thật thương đi đít lên 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 năm 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 tạo tạo thật thương lửa lên tầng thấy hồi phần hồi máu cho bản thân thì sẽ đi đít 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 cao cao này nó cao là tạo tạo đít ok cái này này con yếu 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 hơn băng băng để chi chi luyện chi luyện mà mình cũng mang lên lên đó cấp 20 phá nó không? Rồi, trở lên cấp 20 luôn. Rồi, mình sẽ... quay tiếp tiếp. Đây. Rồi, chú ba cái. Ok. Chú ba cái. Buồn thế. Xui thế. Một cái đấy, đấy, xong. Xong đó là bò 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 là mình phải mua nó thôi cái này quét quét ba lần đấy đấy đủ rồi đó và làm và sẽ test cái kia đó xem ok rồi kêu nha nó kêu trước tấu điện lên họ chắc chắn thương điện lên nó quy lực 150 phải là cái gì mà bằng cái từ nó mạnh nhưng mà nó có cái gì tạo sát thương bay lên đi deep quy lực tăng lên tăng 50% và 10% thế bút 3 hiệp tạo sát thương deep có thể là 30% là cái gì tăng deep và bản thân ok. Nào, các bạn còn
Chạy Ôi, quá xanh rồi. Chưa quá không được. Đây. Thôi, đây. Bà chi. Đây. Mỗi một con khỏi dành. Mới lâu là chim điện. Nên sử dụng kiêu thứ nhất sẽ sạch bánh. Đó, một kiêu để thông băng. Rồi. Con này là gì? Chim dưỡng. Rồi thì bắt đầu push cho nó. Hồi bắn qua là tăng grip. Đấy, rồi. Con chim băng cũng vậy. Nó tập tâm cho nó. Ăn nghỉ đây chung. Và tập thêm 60% là rồi chưa thứ hai sẽ tăng bước cộng lại luôn đó thì qua bên này qua bên này rồi nên sử dụng kêu bay sóng sáo rồi kêu thứ nhất của món kêu bữa lại gió nóng trong gió rồi cái chim băng anh tiêu là tiêu của con chim pháo điện tử nó một quả cầu như cho chu bắn ra còn chim đấm đửa chim băng này bảo dực rồi chim bay là chưa tiêu của con chim nữa. Nó sơ sơ mờ đại. Con tiêu của con kia thôi. Mình phải bỏ hết con tiêu con kia. Ok. Tiêu của con kia thì mình phải thế để lấy cái một nhóm thôi. Ok rồi rồi băng mình có cứ làm điều không ta. Ồ. Mở tiêu rồi. Hãy mở tiêu rồi, mấy bạn có xem kỹ cái hình tiêu của con chim bắn. Ôi, nóng bằng bạc đá chết. Ok. Mình đang cho con chim ta lại cái gì đó Giratina. Hồi đầu tiên anh nghĩ cái hình là các bạn chỉ vô mặt. Ok, mình sẽ lấy con chim băng theo sau. Hãy đi theo sau hãy. Đó. Rồi video này cũng xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc các bạn có một ngày tốt đẹp. Cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thích thì hãy like. Nếu các bạn có lời nhắn nhủ mình cái video của mình thì hãy comment phía dưới nha. Nếu bạn hãy nhấn nút subscribe cho mình á.
Cảm ơn các bạn nhiều. See you again. Bye bye. Brother, it's caught in the crossfire.